với chức năng cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân trên địa bàn. Những năm qua, trạm y tế xã Yên Khương không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, mà còn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nhân viên trạm y tế xã Yên Khương luôn tầm niệm thực hiện tốt lời bác dạy, lương y như từ mẫu tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức được nhân dân tin tưởng. Các y bác sĩ thường xuyên duy trì lịch trực, có mặt khi người bệnh cần, không kể ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ để làm tròn y đức phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Hàng năm, trạm y tế đã khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Trung bình hàng tháng, trạm y tế xã Yên Khương đã khám, tư vấn và điều trị cho 180-200 đến 200 lượt bệnh nhân hàng tháng bên cạnh đó trạm y tế yên khương luôn tổ chức tốt công tác sơ cấp cứu và chuyển biện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên không để xảy ra sai sót trong chuyên môn không chỉ vậy tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ không ngừng được nâng cao trong công tác khám chữa bệnh nhất là đối với người nghèo người cao tuổi người có công với nước phối hợp với các đoàn thể ban ngành của xã và thôn bản tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, cách phòng chống dịch bệnh. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trạm y tế Yên Khương luôn bám sát vào các nội dung hoạt động của ngành để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên trong công tác khám, điều trị và phòng chống dịch bệnh. Trạm đã lên kế hoạch hoạt động cụ thể ngay trong đầu năm để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân tại địa phương đây là cái tuyến đầu của cái mạng lưới y tế thì trực tiếp là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cho nên là trong thời gian qua thì trạm y tế là tiếp tục bám sát các cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo là cái công tác là khám chữa bệnh cho nhân dân trong cái thời bình thường cũng như trong cái trước trong sau tết để trạm y tế cung ứng đầy đủ thuốc các cái chương trình để đảm bảo là 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 kịp thời phục vụ nhân dân trong cái, trước trong Tết đồng thời là tham mưu cho đảng chính quyền địa phương tổ chức thanh tra kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết cho nên là từ trước trong sau Tết thì địa bàn Khương đã đảm bảo an toàn không có vụ ngộ độc thực phẩm, không có cái, những cái tai biến này trong y tế, đồng thời là, là tuyên truyền nhân dân trong dịp tết đảm bảo an toàn, không có ngộ độc rượu. Song song với việc à, chăm sóc sức khỏe um, cho nhân dân đó, thì trạm y tế cũng đặc biệt là quan tâm công tác là phòng chống dịch, đặc biệt là cái dịch Covid-19. À, thì đây là một cái địa bàn à, trọng điểm của huyện Lăng Chánh, có cái à, đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Lào. Thì trước đó thì chấp hành cái chỉ thị của tỉnh ủy thành lập cái chốt liên ngành để kiểm soát đường mòn lối mở thì trạm y tế cũng cử cán bộ thường xuyên tham gia với chốt liên ngành hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên cái, cái, cái chốt biên giới để kiểm tra chặt chẽ các cái đối tượng có thể là người ta, ta sẽ, sẽ đi các đường mòn lối mở vào địa bàn đồng thời là phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường giám sát chặt chẽ các đối tượng đi làm ăn xa về và khai báo ngay khi họ trở về địa phương chứ tránh tình trạng là, là họ về nhà họ quay ra khai báo thì đây là chúng tôi làm rất là tốt rất là tích cực và được sự hỗ trợ đồng thuận của các ban ngành thể của ủy ban nhân dân đặc biệt ban chỉ đạo thì bất kể ngày đêm chúng tôi tức trực 24 mươi bốn để tiếp đón khai báo khám kiểm tra sức khỏe và có những cái đối tượng cần thiết là phải tham mưu ra quyết định cách ly tại nhà đối với đối ở cái vùng có dịch. Trong thời gian tới, trạm y tế yên Khương tiếp tục tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân, đẩy mạnh tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết về tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe, lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho bản thân gia đình tham mưu với chính quyền địa phương trung tâm y tế dự phòng huyện để tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn về công tác khám chữa bệnh cũng như về công tác dự phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân